chào anh em. Hôm nay lại có một cái gợi ý cấu hình PC rất là ngon lành mới đến anh em. Và bộ này thì tổng ngân sách khoảng hơn 30 triệu anh em nhé. Tầm 30 triệu mấy chục gì đấy, tầm tầm đấy. Và hôm nay thì lên Intel. Mọi lần lên AMD khá nhiều rồi, đợt này lên AMD hơi nhiều. Nên hôm nay là chơi bộ Intel. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng lại con chip quốc dân. Đó là con Core i5 14600K. Đây, 14600K thì vẫn là một cái mã chip mà quá ngon rồi. Quá ngon vì là đơn nhân mạnh. Đơn nhân thì anh em chơi game đâu đó khoảng 5.1 hay là 5.2 gì đấy. Còn đa nhân thì cũng rất ngon. Bởi vì là đây là một con chip mà có cả P-core này, có cả E-core. Và tổng số nhân số luồng là 16 nhân 20 luồng. Đấy, thì rất thoải mái để cho anh em gọi là chơi game này và làm việc cơ bản với con này rất là ngon. Anh em có thể dùng là chỉnh sửa ảnh này, edit video này, hoặc là chơi game giải trí cơ bản đều rất là ngon lành. Còn anh em nào mà có nhu cầu cao hơn thì mới lên tầm i7, i9 thôi. Còn hiện tại thì i5 mình thấy vẫn khá là hợp lý. Nó sẽ giúp cho anh em là dễ chọn main và dễ chọn tản hơn. Đấy, thì đi với con i5 này thì anh em chỉ cần là một con main cơ bản thôi là ngon lành rồi. Và mình sẽ có là một con B760M TUF Wi-Fi. Thì đây là một con main mà mình lên quá nhiều lần rồi. Và đây là một cái combo gọi là xuất hiện cực kỳ nhiều trên kênh của mình. Thế nên là mình cũng không cần phải nói lại nhiều về cái bộ này nữa. Và cái bộ này thì dựng theo cái phong cách nó gọi là nó khá là đơn giản. Thế nên là cái kit RAM ngày hôm nay cũng là một cái kit RAM đen không có LED. Đây, khách thì chủ yếu là build bộ này để chơi game thôi. Thế nên là RAM thì khách chỉ cần dùng một cái kit RAM gọi là đen không có LED này, không yêu cầu nhiều về ngoại hình, chỉ cần là nó chạy ok là được. Thì mình sẽ có một kit RAM của G-Skill Ripzor S5. Thì ở đây là một kit RAM RAM lùn, đen xì xì, không có LED, thiết kế khá là tối giản. Thì mình cũng khá thích thiết kế ở con này. Thì anh em nào mà thích ngon bổ rẻ thì có thể chơi kit này. Còn anh em nào mà thích có tí đèn đóm RGB sập sình thì có thể là chơi con M5 hoặc là chơi con Manta. Đấy, main chip RAM là ngon lành rồi nhá. Các đồ họa thì đợt này mình có bán nhiều cái con 3080 này, 3080 TUF. Cái này thì mình về được một lô, nhưng mà lô này thì hiện tại là cũng đang hết rồi. Anh em nào mà thích thì có thể inbox mình để mình check xem là tình trạng tồn kho như thế nào. Thì khả năng là vẫn còn rốc trích. Thì đây là một con cạc còn rất là đẹp, hàng sách tay nhá. Sách tay đã qua sử dụng nhưng còn rất đẹp luôn. Anh em nhìn mặt trước này. Đấy, đẹp chưa? Heatsink này, rất sáng nhá. Backplate này. Đấy, FE này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ sử dụng con 3080 này. Và 3080 TUF thì nó có một đặc điểm, nó là nó rất là mát. Mặc dù là TDP của nó tận 300 mấy chục watt cơ, nhưng mà nó rất là mát luôn. Nó chỉ loanh quanh khoảng trên dưới 70 độ thôi. Đấy, thì đây là một con cạc rất là ngon. Và nó lại to nà khầm hố nữa. Anh em lắp lên cây thì nhìn nó cực kỳ lực luôn. Đấy. Tiếp đến là về phần nguồn. Nguồn thì mình sẽ dùng một con nguồn đủ dùng thôi. XPG Pylon 750 Bron. Thì đây là một cái mã nguồn mà mình sử dụng rất là nhiều rồi. Đấy, thì mình cũng vẫn đang tìm những cái mã nguồn mới để giới thiệu đến anh em. Thì xong cái mã nguồn này thì khả năng là mình sẽ có thêm một số mã nguồn nữa để giới thiệu thêm cho anh em. Thì hiện tại thì đây vẫn là một cái mã nguồn mà dùng khá là ổn định. Và mức giá thì rất là mềm. Đấy, và chạy có thể thoải mái với con 3080 này. Bởi vì cấu hình hôm nay anh chỉ i5 thôi. Thế nên là dùng một con 750 là ok rồi. Đấy, con này thì anh em cũng quen mặt rồi nhá. Tiếp đến là về cái phần SSD thì hôm nay là khách chơi game cũng khá nhiều, một số game 3A nữa. Thế nên là khách có dựng SSD 1T. Thường thì anh em nào mà chơi game online cơ bản thì chơi 512 là ok rồi. Còn anh em nào mà chơi nhiều game hơn thì có thể là lên hẳn con 1T này. Thì anh em sẽ cài được nhiều game 3A hơn. Còn anh em nào mà thích chạy hẳn nữa thì chơi hẳn SSD 2T. Đấy. Còn về cái hệ thống gọi là thiết kế ở cả bộ PC ngày hôm nay, về cái phần vỏ, phần tản thì cái vỏ thì mình sẽ có một con vỏ rất là đẹp rồi. Đây là con Asus A21. Thì cái con A21 là một cái mã mà vỏ MATX mình rất là thích luôn, và nó cực kỳ đẹp và cực kỳ mát của Asus. Nhưng mà có lẽ là cái rào cản lớn nhất của con đấy nó là giá thành hơi cao. Con đấy là tầm khoảng hơn 1.4 triệu cho một con vỏ MATX của Asus mà chưa kèm fan. Thế nên là anh em nào mà thực sự là đam mê, thực sự thích và mát mẻ này, thiết kế đẹp tối giản thì có thể chơi con A21 này. Và hôm nay thì mình sẽ lắp một cái tản nhiệt nước 360 ở trên nóc. Thì con A21 là một số ít những cái con vỏ MATX mà anh em có thể lắp được cái tản 360 ở trên nóc. Và hôm nay thì mình sẽ dùng con tản giá rất là mềm của Gamdiad, con Aura GL360V2. Con này thì chỉ hơn 1.3 triệu thôi là anh em đã có một con tản 360 rồi. Và con này thì cũng LED rất là đẹp. Này, 3 fan LED ARGB này,
block nước là nó cũng có viền LED ARGB. Đấy thì hôm nay là sơ sơ là như vậy. Và tổng ngân sách của cả bộ thì khoảng hơn 30 triệu. Thì mình nghĩ là bộ này khá là đa năng, anh em vừa có thể là làm việc và vừa có thể chơi game được rất là ngon lành. Đấy thì bây giờ là mình sẽ cho Tiến Anh lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, Chiến ơi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Anh em ngó qua một chút về con A21 ngày hôm nay. A21 ngày hôm nay thì nó sẽ hơi khác mọi lần. Nó là mọi lần thì mình hay lắp kiểu đèn đóm ở phía trước nhỉ. Đấy, xong rồi đèn đóm cả phía sau. Nhưng mà hôm nay thì nó khá là đen. Bộ này là cái vỏ là đen xì xì rồi này. Anh em nhìn mặt trước này. Bộ này đúng ra là khách hết ngân sách rồi, không còn ngân sách để chi thêm một tiền ở fan nữa. Thế nên là mình có tặng thêm khách là 3 cái fan. Có lắp là 2 fan đen ở phía trước này và 1 fan đen ở phía sau để mang lại cái hiệu quả làm mát tốt nhất. Chứ còn bộ này nếu mà không có fan thì khi mà hoạt động con 3080 này nó cũng khá là nóng. Đấy, thế nên là cứ bổ sung thêm fan cho nó chắc cú. Thì đây, anh em nhìn này, mặt trước là đen xì xì luôn nhá. Đấy, đen thui luôn. Đó, anh em ngó qua này. Đấy, chỉ có 2 cái fan ở đây. Anh em nhìn thấy 2 cái fan không? Đấy, đúng ra là anh em có thể lắp 3 cái fan ở đằng trước. Nhưng mà mình thì số lượng fan tặng có hạn, thế nên là chỉ tặng khách được là 3 fan thôi. Thế nên là sẽ lắp là 2 fan ở phía trước và 1 fan ở phía sau. Đây, fan đen ở phía sau đây. Đấy, như vậy thì nó sẽ giúp cho cả cái bộ PC ngày hôm nay nó mát hơn rất là nhiều so với cái việc là anh em không lắp fan. Còn lại thì đây vẫn là một cái mã vỏ rất là đơn giản và đẹp. Thực sự là cái thiết kế của nó mình rất thích luôn, rất là basic luôn. Thì chúng ta ngó qua một chút về phần bên trong nhá. Bên trong thì nó cũng rất là đen thôi. Bên trong thì những cái chi tiết LED ấy, thì nó chỉ có là 3 cái fan này. Đấy, anh em nhìn này, 3 cái fan trên nóc là nó có LED ARGB nhá. Và 3 con fan này thì đều sinh men rồi. Và cái tản GL360 này thì nó có đặc điểm rất là hay ở cái fan. Mình sẽ nhắc lại một chút cho anh em, đó là cái viền fan, cái cạnh fan này này. Đấy, cạnh fan này nó là một cái mặt phẳng. Thế nên là khi mà 3 fan này nó xếp với nhau thì nó tạo thành một cái mặt phẳng rất là đẹp. Đấy, liền lạc, rất liền lạc luôn. Nó không hề bị cắt xẻ hay là không hề bị gốc khúc tí nào. Ba con fan thì LED chuyển màu rất là mượt và đẹp nhá. Và cái block nước của nó cũng thế. Block nước thì anh em sẽ có là LED ở viền. LED ở viền này nó cũng rất là mượt luôn, rất là mượt và đẹp. Và sẽ có một cái chữ Aura ở chính giữa. Và cái block nước này anh em có thể xoay được nhá. Đây. Đấy, cái này có thể xoay thoải mái này. Đấy, thì anh em có thể là quay ống đường nào cũng được. Quay ống chỗ nào thì chúng ta sẽ xoay cái logo theo đúng cái hướng đấy. Còn lại là bên trong thì mình sẽ có một con main rất là đẹp, B760M Tube. Thì B760M Tube này nó sẽ có một cái phần giáp tản rất là to nạc rồi này. Đấy, cắt hình ô vuông đặc trưng này. Mã này thì mình cũng lên rất là nhiều lần rồi. Và đương nhiên là với một con vỏ mà MATX mà to như là con A21 thì anh em nên lắp những con main mà kiểu nó hầm hố như là con Tube hoặc là con Mota đấy, hoặc là con Aorus thì trông nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà anh em lắp những cái main nhỏ vào cái vỏ này thì nhìn nó cũng hơi bị lọt thỏm. Đấy. Tiếp đến là về phần RAM. RAM hôm nay thì là 2.5 không có LED luôn anh em nhé. G-SKILL RIPJAW S5. Cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Nó khá là giống với cả cái kit RAM Team Group hồi xưa mình hay dựng cho anh em ấy. Đấy, nó cũng kiểu đen xì xì như thế này. Và đây là hai thanh 16GB. Tổng dung lượng là 32GB RAM. Bớt là 5200. RAM thì là RAM DDR5 anh em nhé. Và đây là cái các đồ họa của chúng ta. 3080 Tube. Đấy, và con 3080 Tube mà lắp vào con A21 thì nó còn gọi là rộng mênh mông luôn. Anh em nhìn mặt trước này, mặt trước này nó còn dư chắc phải tầm khoảng 10 phân nữa thì mới chạm vào cái fan ở đằng trước. Thì với cái mã vỏ này thì anh em hoàn toàn có thể lắp được những cái mã cạc to rất là nhiều, kiểu như là Rockchip này, hoặc là anh em lắp những cái thế hệ 40 kiểu như là 4070 Ti hoặc là 4080 đều rất là ngon lành, thì nó vẫn rất là vừa luôn anh em nhé. Bởi vì là mình thấy nếu mà với kích thước như thế này thì nó phải hỗ trợ cạc lên tới tận là 40cm. Đấy, thì hiện tại thì 40cm thì anh em có thể lắp thoải mái rồi, cạc nào cũng vừa luôn. Đấy, nói chung là về cơ bản thì ngoại hình nó là thế, ngoại hình nó là thế, và về phần cấu hình thì cũng rất là ngon rồi. Với tầm hơn 30 triệu thì anh em sẽ có một cái bộ PC gọi là đơn giản, đẹp này, dùng tản nhiệt nước All-in-One này, có 14600K này, có 32GB DDR5 này và có RTX 3080. Đấy, thì bộ này là rất là đa di năng rồi, anh em làm gì cũng được. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mà build PC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.